sông nước miền Tây vốn yên bình trở nên đặc biệt hơn vào mùa nước nổi. Nước về cuốn theo bao sản vật, tôm cá, tạo nên cả một nền văn hóa ẩm thực dân dã mà đậm đà khó quên. Đầu tiên phải kể đến loại cá linh, xương mềm, thịt ngọt, béo. Theo con nước ngầu đục phù sa, cá linh đến với vùng quê miền Tây như một món quà của lũ. Dọc theo các bờ ao mùa này là màu vàng rực rỡ của bông điên điển. Chống xuồng đi hái bông, rồi kiếm thêm vài con cá hay con tôm là đã có bữa cơm thanh mát ngọt lành. Theo con nước, củ ấu cũng sinh trưởng tốt và là hương vị ấu thơ của biết bao người con miền Tây. Vị bùi bùi ngọt ngọt của ấu, từ một món quà vặt trẻ thơ, đã trở thành đặc sản miền Tây. Hãy cùng Thiên Đường ẩm thực thưởng thức bằng mắt trước đại tiệc mùa nước nổi nhé! Hãy bắt đầu với một món gỏi nào! Đầu tiên luộc thịt ba chỉ và chiên khô sạch. Nhìn xem miếng da cá vàng rộp hấp dẫn chưa kìa. Kế đến lấy nước cốt me, thêm nước mắm, đường, tỏi ớt rồi khuấy đều. Vậy là có ngày sốt me chua chua ngon miệng rồi nhé. Cho lá sầu đâu, cà chua, dưa leo, xoài, thịt ba chỉ và khô sạch đã xé vào dĩa. Rưới nước sốt me đã pha lên trên rồi trộn nhẹ cho thấm đều. Rắc ít tôm khô lên mặt và hoàn tất bằng sợi ớt sừng nhé. Món gỏi sầu đâu khô sặc mang đầy đủ hương vị cay, chua, mặn, ngọt. Đặc biệt là cái đàn đắng khó quên của lá sầu đâu chắc chắn sẽ khiến bạn hưng phấn mãi không thôi. Bông điên điển xào tép đồng dân dã là thế, nhưng hương vị sẽ theo bạn mãi đấy. Cắt khúc hẹ, cắt muối nhỏ hành tím, đập dập và băm nhuyễn tỏi. Kế đến phi thơm hành tỏi rồi cho tép đồng tươi ngon vào xào. Nhớ thêm giá hẹ xào chung cho thơm nhé. À, nhân vật chính đây rồi. Cháu ơi, màu vàng bắt mắt quá đi thôi. Hương thơm nhẹ nhẹ của điên điển đi cùng với cái ngon ngọt của tép đồng. Đúng là một sự kết hợp tuyệt vời. Món cá hè kho rục sẽ làm bạn ăn hết cả một nồi cơm đấy. Đầu tiên hãy băm hành tím, đầu hành lá và ớt cho thơm nhuyễn. Ướp cá hè với hành ớt băm, nước màu, đường, nước mắm. Bí quyết để kho cá hè chính là thời gian. Cá kho với lửa nhỏ trong vòng 24 tiếng đến khi thật thấm và rục xương. Khi ăn hãy bóp sỏi, cọng súng, cà rốt, hành tím với nước giấm tỏi ớt để làm món dùng kèm nào. Thêm ít bông điên điển và rau thơm là tròn vị ngay. Cháu ơi, ai mà cưỡng lại được mùi thơm của nồi cá hè kho bốc khói nghi ngút này chứ. Cắn vào miếng cá mềm rục nhưng vẫn giữ được độ ngọt tự nhiên, cảm nhận tất cả hương vị lan tỏa trong miệng. Với củ ấu, dì hai áo tím sẽ nấu một nồi canh ngọt lành. Bóc vỏ củ ấu, chặt xương thành miếng vừa ăn. Khi nước thật sôi, thả sườn non vào. Những miếng sườn này sẽ tạo độ ngọt tự nhiên cho món canh đấy nhé. Kế đến cho củ ấu vào rồi nấu cho đến khi sườn mềm. Thêm ít hành lá và tiêu là có ngay một món canh thơm lành lạ miệng. Cái giòn ngọt sần sật của củ ấu tươi nấu với canh sườn nóng hổi chắc chắn sẽ đem đến cho bạn một trải nghiệm hương vị mới lạ. Cuối cùng là một món ăn hội tụ đủ sắc hương vị của miền sông nước trù phú. Cắt khúc cà tím, rồi băm xả với ớt cho thật nhuyễn. Tiếp theo, nấu mắm cá linh với nước cho sôi. Sau đó gạn cặn để lấy nước mắm ngon. Phi thơm xả ớt rồi cho thịt ba chỉ cắt mỏng vào đảo đều cho thịt săn lại. Thêm phần mắm cá linh đã lược vào nấu cho sôi. Khi ăn cho thêm cá ba sa, tôm và mực vào. Wow, nhìn những miếng cá đang thấm đều vị mắm mới hấp dẫn làm sao. Món mắm kho thơm đượm mùi cá linh cùng vị ngọt chắc của cá ba sa và hải sản. Chấm bông súng với các loại rau hoa đặc trưng miền Tây và mắm kho. Nhắm mắt lại rồi thưởng thức, một cảm giác tuyệt vời đến không ngờ. Trời ơi, trời ơi. Quá ngon đúng không? Đây là những món gọi là đặc sản theo mùa nước nổi của miền Tây anh Hoàng ha. Đúng rồi. Ngày xưa những cái bông điên điển, những cái bông súng cái đó không bông. Ăn à, sau này người ta ăn nó trở thành một thương hiệu của miền Tây luôn. Quá tuyệt vời. Cái món cuối cùng khi mà chiếu á, thì là em thấy tiếc xíu tại vì là em không biết ăn mắm. Phải tập ăn từ bây giờ. Con người Việt Nam mà không biết mắm thì đi chỗ khác ở.
Bây giờ sẽ là trò chơi vô cùng đơn giản. Điền vào ô trống những nguyên liệu có mặt tại đây. Ví dụ, anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Trường Giang sẽ đọc là nhớ canh chấm chấm, nhớ chấm chấm dầm tương. Các bạn phải lấy hai nguyên liệu đó là rau muống và cà mang về đội của mình và đọc hoàn chỉnh câu đó là chiến thắng. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Dạ sẵn sàng. Mẹ mong gả thiếp về vườn, ăn chấm chấm luộc dưa hường nấu canh. Bắt đầu. Cái gì luộc? Cái luộc bóng mới luộc được. 5. Giờ tay đi. 4. Bóng gì ta? Lấy không? 3. Lấy đi. Bóng bí. Rồi. Và bây giờ sẽ điền vào ổ trống nhé. Mẹ mong gả thiếp về vườn, ăn bông bí luộc vừa nấu canh. Như vậy là kiến thức rộng quá. Đoán mò cũng trúng. Câu thứ hai. Thân em như chấm chấm gai, ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen. Điền vào ổ trống. Thân em như củ ấu gai, ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen. Chính xác. Muốn ăn chấm chấm mắm kho thì vô Đồng Tháp ăn cho đã thèm. Bắt đầu. Kêu đánh khòi. Cái gì đó? Cảm ơn. Sao nghe lạc lạc vậy ta? Rau đắng kho hả? Cảm ơn hai đội đã chọn rau đắng. Chúng ta sẽ điền vào ổ trống. Muốn ăn rau đắng mắm kho thì vô Đồng Tháp ăn cho đã thèm. Chai. Con gì đúng không? Trời ơi là trời, clip người ta chiếu rõ ràng là mắm kho ăn với bông súng mà đi lấy rau đắng. Khoan, ông Hoàng. Cái đội bên kia dùng cái thân hình hậu pháp ông kia ngăn chặn nha. Nói chung đội nào cũng có chiến thuật. Ê, chiến thuật nha. Nè. Câu này mà không biết thì thôi luôn. Dùng nghe. Thân em như cây chấm chấm, ngoài tươi trong héo, giữa sầu tương tư. Bắt đầu. Sầu đâu ngoài tươi trong héo, giữa sầu tương tư. Chính xác. Em trả lại nè. Còn một câu nữa. Nếu đội bạn trả lời được câu này, tỷ số tiếp tục hòa. Nếu anh trả lời được câu này, anh thắng. Hiển nhiên, không lẽ nhìn miệng nữa sao? Chẳng lẽ vậy chứ, em liều mạng luôn nè. Canh chua chấm chấm cá linh, ăn chỉ một mình thì chẳng biết ngon. Rõ ràng là Lâm Vinh Hải đã chọn trước. Canh chua điên điển cá linh, ăn chỉ một mình thì chẳng biết ngon. Chính xác. Trời ơi, mình chơi việc kiến thức mà hai đội rần quá. Nóng giật nữa chứ. Chúng tôi tha thiết yêu cầu hai bên trật tự và giữ gìn phong cách. Ok. Chấm chấm nấu với cá trê, ai đến lục tỉnh thì mê không về. Bắt đầu. Rồi, nếu nằm bên đầu đó là đặt tao. Rồi, đặt tao. Em đi lấy chồng về nơi xưa xa. Nghỉ đi. Như vậy là hai đội không có sự lựa chọn. Bây giờ là câu trả lời. Rau đắng nấu với cá trê, ai đến lục tỉnh thì mê không về. Và bây giờ là câu hỏi phụ. Có hai đáp án để lựa chọn. Đội nào biết trước giơ tay trả lời. Chấm chấm mà lại làm chua, ăn với cá rán chẳng thua món nào. A. Kèo nèo. B. Bạc Hà. Bắt đầu. Ê. Bộ Nguyễn Quỳ. Kèo nèo. Đáp án đó chính là kèo nèo. Chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ ăn món đầu tiên là món gỏi đi. Khô cá chặt với lại lá sầu đâu. Như em được nhìn thiên hạ xung quanh em. Lá sầu đâu ăn rất là ngon nha. Cái này là chấm mắm me. Nổi da gà chua. Cái cá ngon giòn, cái lá sầu đâu á nó nhẫn ăn tuyệt vời luôn á. Cái món này á là những món vô cùng đơn giản của người dân miền Tây nhưng mà đi vào lòng người. Ăn lá sầu đâu vô hải ăn vậy là sai. Nó ngon lắm chứ phải đơn giản đâu. Những người không ăn không bao giờ hiểu được cái sự tinh tế trong món ăn này.
ăn thấy một cái mùi cá sặc rất là ngon. Đúng. Thơm, rất là đặc vị mà cá sặc. Vị đắng đắng. Đúng rồi. Cái lá xào đâu đắng đắng. Đắng đắng nhẩm nhẩm mà thấm nhất. Nó, kiểu nó hai cái đối lập mà nó đối hợp với nhau. Cái đó là cái hai cái món ăn này. Không nhờ nhảy thôi mà cũng biết ăn nữa. Trong cái món này nó tinh tế ở chỗ là nó nhiều vị. Vị ngọt của thịt, của cá, vị cay của ớt, vị đắng của lá xào đâu là cái vị đặc biệt. Có xoài nữa. Cái đồ ăn miền Tây thì thôi. Nó đắng, nó đắng. Đỉnh của các loại lá là lá xào đâu. Biết ăn nó mới ngon. Ngoài cái vị đắng nó xong rồi một hồi mình nghe nó có vị ngọt ở trong miệng. Nó hậu á, cái hậu á. Nên mà cái ngọt bùi mà người ta chứng kiến mình đau lòng lắm. Cảm giác đau như bị mồm đá vậy ha. Ngọt hậu, ngọt hậu á. À, sống cho có hậu nha. Bông điên điển mà xào với tép. Cái lùa. Bông. Ngày xưa em bán sữa đậu nành. Chấm miếng tường ớt. Ngày xưa em là chiếc xe màu xanh. Ôi chết em ngày xưa đó. Bán sữa đậu nành. Và đạp chiếc xe màu xanh. Hoàng hoàng. Ông Hoàng sao ông Hoàng? Rồi mai đây. Cái tép nó ngọt, bông điển nó vừa chín tới, ngon, đơn giản. Ê, không, hửi. Ủa, chú hửi không ngờ nữa. Anh ăn với một chấm hửi hả? Nguyên cái gì này, 15.000 bông điển, 2.000 giá, 2.000 hạ. Tép, cái chỗ quán bán 11.000, còn chỗ mắc bán 13.000. 3.000 mua nửa lạng thôi, có mấy con tép mà, tiệt. Mời các bạn ơi. Anh trai ơi. Vị rất là ngon anh. Bông giòn. Bông giòn đúng không? Nó vừa chín tới nè, nó không bị chiều. Bạn thơm nữa. Thơm thiệt không, cho em miếng thử coi. Bạn đứng đồng đội mày. Em ăn rất nhiều cái loại rau rồi. Mà đây nó giòn, nó ngọt, mà nó thanh nữa. Bây giờ mình ăn cái món mắc tiền nhất. Sau 24 tiếng đồng hồ, lửa nhỏ, trên bếp ga, 3 bình ga trị giá 1.500.000. Chúng ta đã mang về được. Anh gấp lên cho khán giả về. Dạ, anh dạ, cho dạ. Em thấy dù anh gấp trên dạ, cao cam này dạ, nè. Dạ, đó, em lo, cái đó em lo. Dạ. Ô, nó rụt. Gục rồi, gục rồi, nó xương nó gục rồi. Trời ơi. Xương nè. Xương mà nó gục luôn vậy đó hả? Múc miếng nước nè. Thở với gian tình là gì? Đau lòng quá. Không ăn món này, đừng sống trên đời nữa. Miếng ớt nữa. Trời ơi. Không cần phải nhai nhiều nữa. Nãy giờ dùng lưỡi để đẩy vô thôi. Không cần phải nhai nhiều, dùng lưỡi đẩy vô thôi. Nó mềm quá. Nó tan luôn. Nó tan luôn. Bình tĩnh, bình tĩnh lắm á. Bình tĩnh. Đây, đây. Bình tĩnh. Mình sẽ dùng một miếng cơm trắng ăn với nó, Hải ơi. Rồi, múc miếng nước, miếng cá đỏ lên trên. Kéo vô cái lưỡi, đẩy cái lưỡi xuống, nhớ không? Đẩy lưỡi thôi, đâu mà nhai anh, nó rụt quá, nó mềm quá mà. Trời, khi mà kho lâu á, cái vảy nó mềm, nó bung ra. Nó nở ra. Em ăn đúng đậu đắng mà không có gì ăn. Nước mắm nè. Đồng đội mình ngày càng xuống. Lầy vậy trời. Cho lòng miếng cá đi anh ơi. Cho lòng miếng cá đi. Đắng ở đâu mà ăn? Đắng đâu mà ăn? Đâu ăn? Đâu ăn? Hôm nay là đắng lắm anh ơi. Trời ơi cái gì vậy? Không ai. Gọt. Trời ơi. Ủa trứng. Trứng. Nó cứng lại. Chia ra đi mỗi đứa miếng trứng. Đây đó. Cái cá này với cơm mình đỉnh luôn á. Bây giờ em hát một bài đi. Anh tiễn em một miếng cá liền. Bông bông bàn bàn. Bông bông bàn bàn. Bông 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 bông. Đụng tới con cái quy. Không được ăn. Đúng không? Đúng rồi. Thấy à. Đây. Củ ấu nó sườn non. Dạ vâng, hay gì đó. Thêm môn. Cái nước á, nó ngọt. Nó ngọt của thương mà nó ngọt của củ ấu. Củ ấu à. Ăn nó cũng hay hay, mềm mềm. Thơm thơm. Ngon. Nó nhẹ nhàng thanh tao. Ngồi xuống đi con. Vô ít. Mấy cái canh này mà anh thật sự cảm thấy ngọt mà rất là thanh. Đúng rồi. Và đặc biệt củ ấu á. Ăn vào nó bùi bùi. Đúng rồi. Xuất sắc. Cảm giác vào miệng thật là hết mới đi. Cái này là nó ngon ở chỗ nè. Ăn miếng cơm với cá xong cái húp miếng canh. Nè. Đấu người dùng răng ra dùng môi nha. Mềm rồi. Món này là món đỉnh cao của sự pha trộn tinh tế của những gì thuộc về con người miền Tây. Bông. Mắm kho. Trời ơi. Kính thưa quý vị là đã là người Việt Nam là phải biết ăn mắm. Tới mỗi mùa nước nổi thì cá linh nó về rất là nhiều. Thì ta không biết làm gì người ta mới làm mắm. Còn cái mắm cá linh là làm gì cũng ngon hết. Trời ơi, bà tôm kìa, má ơi.
Bỏ rau vô, bỏ rau vô. Tiên điển vô, đúng rồi, kèo nèo nữa. Ông chậm thôi, mình xì lô thôi. Xì lô mua xin. Ô li rau. Ô li hết sống, hết sống. Quá tuyệt vời. Đó. Chỉ cho anh. Hãy tin anh, hãy tin anh. Kính thưa quý vị là Ngọc Trai là từ nhỏ lớn là không biết ăn mắm. Nhưng từ hôm nay khái niệm về mắm của em phải thay đổi. 2, 3, ăn. Lùa hết vô, lùa hết vô. Rau, thịt, hòa quyện. Nhai, đừng có nuốt trọng nha. Em vẫn chưa quen được cái vị mắm. Ừ. Nhưng mà thịt tôm, bông điên điển với lại một cái nước cơm. Đúng rồi. Thì nó làm trung hòa đi cái vị mắm. Đúng rồi. À, qua chương trình ngày hôm nay là chắc em cảm ơn ông bạn rất là nhiều bởi vì đây là lần đầu tiên em ăn mắm. Vô đi, vô đi. Ê. Cảm ơn tới chúng ta rồi. Cái nước mắm kho vừa ăn mà cái vị mắm có lên cái bay quá tuyệt vời. Các loại rau tươi nhúng vô ăn rất ngon. Cái bông súng ấy thật sự mà khi mà ăn chung cái lẩu mắm nó kiểu cảm giác nó ăn chung cái mắm nó nhẹ cái vị mắm hơn. Cảm ơn chương trình, cảm ơn đầu bếp đã mang tới những món ăn vô cùng hấp dẫn. Chưa dừng lại ở đây, chúng ta hãy đến với nguyên liệu tiếp theo.